Việt Trung tiếp tục hợp tác trong tình hình Biển Đông căng thẳng, tin từ Hà Nội. Theo tin báo chí của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham gia phiên họp lần thứ 8 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Cộng. Chuyến đi Bắc Kinh lần này của ông Phạm Bình Minh theo lời mời của Ủy viên Quốc vụ Trung Cộng Dương Khiết Trì. Chuyến công du của ông Phạm Bình Minh diễn ra trong lúc tình hình Biển Đông đang căng thẳng, việc tân tạo đảo của Trung Cộng bị nhiều nước trong khu vực ASEAN và trên thế giới phản đối quyết liệt. Trong khi đó, vào ngày 16 tháng 6 vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Cộng tuyên bố nước này sẽ hoàn tất việc xây dựng trên một số đảo bãi đá ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhằm phục vụ mục tiêu dân sự lẫn quân sự. Bắc Kinh khẳng định nước này đã tiến gần hơn tới việc thiết lập các tiền đồn mới ở trung tâm hàng hải quan trọng của khu vực Đông Nam Á và mô tả hành vi bất hợp pháp này là hợp pháp, hợp tình và hợp lý. Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho biết thêm, nước này sẽ xây dựng các cơ sở hạ tầng để sử dụng 7 hòn đảo ở Trường Sa, giúp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải, cứu trợ thiên tai, bảo vệ môi trường, bên cạnh một số mục đích quân sự không xác định. Dù Trung Cộng ra sức biện bạch, chứng tỏ thái độ cứng rắn, nhưng những phản ứng của nhóm G7 của Liên Âu, Hoa Kỳ, Nhật và Úc cho thấy là Bắc Kinh bị cô lập đối với vấn đề Biển Đông.